Chị đây, em đau sao vậy? Để chị coi thử. Mệt quá. Trời ơi, sao nóng vậy nè? Trời ơi, không có đắp mày nhiều. Em đau sao, đau chỗ nào? Em đau bụng. Vậy là do tối hôm qua em làm bậy làm bạ đúng không? Để chị đi coi thử. Trời ơi, sao sốt cao vậy nè? Chứ để chị gọi cho mẹ. Alo mẹ ơi. Dạ, dạ em bị đau. Giờ mẹ về, mẹ chở em đi khám bệnh được không mẹ? Dạ, một tiếng nữa mẹ mới về hả? Chứ trời ơi, giờ làm sao? Thằng Thắng đâu có thiết bị miệng xin chào ạ. Em là thứ 1 ạ. Anh bị cần hỗ trợ gì ạ? Dạ chị ơi, em của em bị sốt. Giờ em phải làm sao ạ? À rồi, em bình tĩnh đi hướng dẫn ha. Em đã dùng phương pháp hỗ trợ giảm sốt cho em bé thành ra như thế nào rồi? Dạ em chỉ mới nới rộng quần áo thôi à chị ơi. Rồi em sẽ lấy miếng áo tốt dán lên trên trán cho bé để nó hạ bớt nhiệt độ cho bé này. Rồi em sẽ lấy một cái khăn ấm, em lau khắp người cho bé đi để bé hạ sốt bớt đi ha. Dạ dạ dạ. Em thấy có bất thường gì á thì em cứ hỏi và số online này có gì thì chị hỗ trợ cho mình ha. Dạ dạ. Con chào bác. Mời ghế con ngồi. Sữa nhiều nè, uống nước ngọt hơi nhiều nè, con ít ăn phải không? Dạ. Nó gây xáo trộn đường tiêu hóa con. Bác thấy á, con Thư là chị gái của mình, chăm sóc em đã là tốt quá rồi. Ở nhà biết xả sốt cho em nè, biết chăm em vậy ha. Dạ, bác ơi, con thấy ở đây làm việc thích ghê luôn á. Và con cũng ước sau này con trở thành bác sĩ giống như bác đó bác. Dạ. Con cũng muốn nữa bác ơi. Vừa hiền từ, vừa giỏi mà vừa yêu thương bệnh nhân như bác nữa. Dạ, cảm ơn con. Vì sao mà con muốn làm bác sĩ nào? Dạ, do nếu như con làm bác sĩ á, thì con có thể giúp con khỏe mạnh hơn và không còn ốm nhanh như vậy nữa. Khi mà con là bác sĩ thì con có thể chữa bệnh cho những cái người mà con yêu thương này, giống như em nè, bây giờ thì em bệnh nè. Giúp cho ba mẹ không có bị bệnh lặt vặt thường xuyên nữa. Cũng biết chừng để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình hơn. Giỏi. Bây giờ nha, mặc đường Michael sẽ dẫn con xuống phòng thực hiện.
sư đoàn và khám các cái tổng quát khác. Trong quá trình đó thì con có thể dẫn em đi để con có thể tham quan và nhìn các cái công việc hàng ngày của các cô chú làm nha con. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi, dạ. Đây. Rồi, con đi nha, đi theo cô nha con. Dạ, con chào bác ạ. À. Rồi, chào con. Con bị sao đây? Bị sao sáng? Bị đau bụng hả? Con đau mấy ngày rồi? Dạ, con đau một tối hôm qua. Tối hôm qua. Bác Khánh chuyên khoa gì vậy bác? Bác là khám tổng quát. Dạ. Ủa, nội tổng quát là sao vậy bác? Là mình khám tất cả chuyên khoa luôn để mình phát hiện ra những cái triệu chứng ban đầu của bệnh nhân. Rồi sau đó nếu mà phát hiện là bệnh nhân bị cái chuyên khoa gì thì mình sẽ gửi bệnh nhân đến cái chuyên khoa đó cho bác sĩ chuyên khoa sâu vô khám. Dạ, con muốn trở thành một bác sĩ vậy. Dạ. Rồi con có tìm hiểu chưa chứ bác, theo bác là con có sĩ cực lắm đó nha. Nên con dám con có làm được không? Dạ, con không có sợ. Không có sợ, không có sợ máu không? Dạ không. Con sẽ kim không? Kim chích không? Dạ con cũng không luôn. Thì bác hy vọng là con có thể theo được. Nên là cố gắng là được nha. Chúc con thực hiện ước mơ thành công. Dạ, con cảm ơn bác. Đi lấy máu xét nghiệm hết. Dạ. Sao đâu, con kiến nó cắn thôi. Ôi, kiến cán bình tĩnh, không sao đâu. Sợ máu mà, bày đặt đòi làm bác sĩ đồ. Nhìn người đẹp nè. Con một tí nha. Rồi, từ từ cũng sao đây nè, kiến cán nè. Cháu sao đâu. Có ra bụng chú Lan không? Ừ, ra cái nồi chỉ cô xem thử. Rồi. Ba mấy ngày được con? Cô học cái này có khó không cô? Hiện tại là đã học 8 năm về cái này rồi. Ủa 8 năm luôn hả cô? Học 8 năm và học 2 năm chuyên khoa chuyên ngành chụp lớp hình ảnh nữa. À, học bác sĩ lâu quá rồi cô. Đúng rồi. Con có thích làm bác sĩ không? Dạ có, con muốn làm bác sĩ á cô. Nhưng mà cực lắm đó nha con. Sao nãy giờ con đi khám con hai ai cũng bảo là thành bác sĩ cực lắm với cô. Đúng rồi. Nếu như mà con cố gắng con học thì con vẫn làm được bác sĩ nha. Dạ. Bác sĩ đam mê theo nghề của con thôi, mỗi người có mỗi đam mê khác nhau nha con nha. Dạ. Nhưng mà nếu có đam mê thì con vẫn còn tốt thì con mỗi ngày thôi, chứ còn khó khăn thì ngày nào cũng có khó khăn ấy. Rồi chào con nha. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Dạ, bye con. Dạ. Chào cô về. Cô, con về ạ? Dạ. Bác, cái toa này là toa thuốc của em. Bác sĩ kê thuốc cho em, bây giờ chị sẽ hướng dẫn em cách sử dụng thuốc. Rồi, cách uống thuốc, với lại uống đúng liều. Chị sẽ hướng dẫn em nha. Em sẽ ghi nhớ để hướng dẫn cho bé nha. Dạ. Dược sĩ là người lấy thuốc và hướng dẫn người con sử dụng thuốc theo toa của bác sĩ. Dược thì mình sẽ không có va chạm với lại máu nhiều, mình sẽ không có va chạm với lại bệnh nhân nhiều. Mình chỉ làm theo y lệnh khi là bác sĩ phân tách ra, mình sẽ dựa trên cái toa này để mình lấy thuốc cho tụi con. Cái này gọi là dược sĩ. Vậy là mấy bạn sợ máu, mấy bạn sợ kim tim là sẽ đi theo dược sĩ được đúng không cô? Vậy thì em làm dược sĩ được đúng không chị? Được. Được, cố gắng là được. Dược sĩ luôn là người đồng hành cùng bác sĩ. Dạ.
một bệnh viện hoặc là một cơ sở khám bệnh sẽ có bác sĩ và dược sĩ, sẽ có điều dưỡng nữa. Thì tùy theo là con muốn làm cái gì. Không khó lắm cô. Không khó đâu. Nếu như mà con có sự kiên trì và tỉ mỉ, quan trọng là con muốn học y dược thì con phải có sự tỉ mỉ. Tỉ mỉ thì con có thể làm được hết. Hiểu rồi cô. À, vậy là con cố gắng học nha. Dạ. Chúc con sẽ học được dược sĩ hoặc là bác sĩ nếu như mà con thích. Dạ. Vậy theo đam mê của con. Dạ, con cảm ơn cô. Ở bây giờ còn mệt nữa không? Dạ, em còn mệt tí xíu à. Ừ, chị thì về nhà ấy là mình phải nghe lời bác sĩ dặn nè. Nãy bác sĩ dặn cái gì đó là chị nhớ hết rồi. Cho nên là về là chị dặn cái gì là em phải nghe chưa? Dạ. Rồi khám xong còn muốn là bác sĩ nữa không? Dạ, em muốn làm dược sĩ giống cái cô gì mà xinh đẹp kia mà hồi nãy chị em mình gặp á. À, chị nhớ rồi. Vậy thì chị em mình nè, phải cố gắng học tập nè, nghe lời ba mẹ nè. Rồi chị em mình sẽ đạt được ước mơ thôi. Ok không? Dạ ok. Rồi, đi. Mẹ chờ ở dưới, mẹ chờ nãy giờ ở dưới luôn á.